mình đang có hai chiếc hai màu của chiếc Nokia Asa 305. Đây là sản phẩm hai sim hai sóng giá rẻ full cảm ứng của Nokia, sản phẩm chính hãng vừa có hàng tại Mai Nguyên. Thì khi mà khách hàng mua chiếc Nokia Asa 305 này thì được tặng thêm 40 game của EA. Đây là các game được tặng kèm theo máy. Thì máy có hỗ trợ thẻ nhớ 32GB và được tặng kèm thẻ nhớ 2GB, có Bluetooth 2.1, camera 20MP. Nguyên hộp gồm có máy, pin, tài liệu hướng dẫn sử dụng, sạc, tai nghe và thẻ nhớ. Đây là một số thông tin cơ bản của chiếc máy này. Ở đây mình có chiếc Nokia Asa 305 màu đỏ. Đây là phụ kiện trong hộp máy, có một cục sạc, một cục pin, tai nghe, thông tin bảo hành điện tử của Nokia và một cuốn sách hướng dẫn sử dụng rất là dày. Ở đây mình có một cái Asa 305 màu xám. Đây là màu đỏ. Phụ kiện cũng tương tự. Trên tay mình đang cầm là chiếc Nokia Asa 305. Đây là màu đỏ. Đây là mặt trước của máy. Thì ở phía cạnh trên và cạnh dưới của máy được giác hơi xéo xuống, nghiêng về phần dưới của cái phần lưng. Đây là màn hình cảm ứng. Đây là loa trong để chúng ta làm thoại, phía dưới có logo của Nokia. Hai nút nhận cuộc gọi và gác cuộc gọi, đồng thời phát gác cuộc gọi cũng là phím mở nguồn. Phía dưới có một cái microphone. Đây là cạnh phía bên tay phải, gồm có nút điều chỉnh âm lượng, nút khóa máy. Ở đây có một cái khe, có thể là loa ngoài. Đây là khe cắm sim 2, thẻ nhớ. Thẻ nhớ 2GB. Đây là cạnh trên, gồm có cổng sạc, cổng micro USB và ngõ ra audio 3.5mm. Đây là cạnh dưới, có một cái móc khóa, móc dây đeo. Ở đây không phải là cái lo mà là một cái gờ để chúng ta có thể lấy nắp sau ra. Đây là mặt trong với khe cắm thẻ SIM. Đây là lo ngoài ở phía mặt sau. Đây là mặt sau của máy. Máy được thiết kế hơi cong về cái nắp lưng. Đây là hai màu của sản phẩm. Sản phẩm hỗ trợ 3 ngôn ngữ chính, đó là tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Việt. Ở đây mình sẽ chọn tiếng Việt. Đây là giao diện chính của chiếc Nokia Asa 305. Thì khi mà chúng ta nhìn cái giao diện này thì liên tưởng tới những cái dòng sản phẩm sử dụng hệ điều hành Migo, như Migo, sản phẩm Nokia N9 được bán trên thị trường. Thì ở đây sẽ có 3 màn hình.
Đây là màn hình quay số. Còn đây là giao diện các ứng dụng menu. Thì tất cả các ứng dụng được bỏ riêng ra ngoài, không có bỏ vào cái thư mục giống như các sản phẩm sử dụng cái nền tảng Series 40 trước đây của Nokia. Thì phía trên chúng ta thấy có hai cái SIM, đó là SIM 1 và SIM 2. Ở đây mình chưa có bỏ SIM cho nên là máy không có lên sóng. Điểm đặc biệt của cái sản phẩm Nokia Asa 305 này đó là sản phẩm sử dụng màn hình cảm ứng điện trở. Tuy nhiên thì máy sẽ hỗ trợ công nghệ cảm ứng đa điểm. Đây là điều đặc biệt so với những cái dòng máy trước đây của Nokia. Ở đây là những cái hình ảnh được chép sẵn vào trong máy. Tuy là cảm ứng điện trở nhưng khi mà lướt trên cái sản phẩm này cũng rất là tốt, không đến nỗi là quá chậm. Ở đây mình sẽ thử cái cảm ứng đa điểm. Không có nhạy lắm so với những cái dòng cảm ứng điện dung. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái tín hiệu khá vui cho các bạn sử dụng cái cảm ứng màn hình cảm ứng này. Thì phần ứng dụng này có rất là nhiều. Ở đây mình có thấy một cái mục là EA. Đây là chúng ta có thể lên đây để download những cái game miễn phí được hỗ trợ cho dòng sản phẩm này. Mạng xã hội, chat, email. Đây có Facebook, Twitter, thời tiết, xem thời tiết, vân vân, rất là nhiều. Đây là một cái game được cài sẵn ở trên Nokia Asa 305 này. Mình sẽ thử nghe nhạc. Giao diện điều chỉnh âm lượng cũng được vẽ lại rất là đẹp. Khi mà chúng ta điều chỉnh lớn nhỏ thì những cái vòng đỏ xung quanh sẽ tăng hoặc là giảm, thay vì những cái nấc giống như là các dòng sản phẩm trước đây. Khi mà chúng ta muốn back về thì ở đây có một cái mũi tên lùi rất là nhỏ, back về rất là dễ dàng. Đây là bàn phím mảo trên Nokia Asa 305. Mình sẽ thử nằm ngang. Đây là bàn phím nằm ngang. Đây là lựa chọn giữa SIM 1 và SIM 2.